Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6, cua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật rút thắng tay đua Trung Quốc giành huy chương vàng nội dung đường trường giải vô địch châu Á 2023. Theo đó, cung đường bằng phẳng thuận lợi khiến cuộc đua trở nên gay cấn khi các tay đua tranh tải tốc độ cao và bám đuổi nhau sát nút trong phần lớn quãng đường, ở 3 km cuối cùng, nhóm cua rơ của Hàn Quốc và Thái Lan và Uzbekistan đã bắt đầu tăng tốc để tách nhóm. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thật cũng duy trì ở nhóm đầu, một phần nhờ sự hỗ trợ của các đồng đội Thùy Trang, Thu Mai. Khi chỉ cách vạch đích khoảng 200 m tay đua người An Giang bắt đầu thực hiện cú nước rút sở trường vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, trong đó có rajun Trung Quốc và Jutatip Thái Lan, để về nhất sau hơn 3 giờ thi đấu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng châu Á 2023. Đây cũng là lần thứ ba Nguyễn Thị Thật đăng quang ở sân chơi châu Lục, hai lần trước đó ở các năm 2018 và 2022. Việt Nam kết thúc giải xe đạp vô địch châu Á 2023 với ba huy chương vàng của Nguyễn Thị Thật, Thạch Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Bé Hồng và một huy chương đồng của Nam do Phạm Lê Xuân Lộc giành được nội dung cá nhân tính giờ 30 km.